có một câu chuyện hài hước vui thế này. Có một giáo xứ kia có tổ chức chương trình thi ngắm, thì có một ông lên ông mới ngắm thế này. Nơi thứ ba Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Ngã rồi thì ngã tiếp. Người ta ngắm rồi thì đi xuống. Kính thưa quý vị sẽ không phải nghe tôi ngắm đứng ở đây đâu. Quý vị sẽ cùng nhau thưởng thức giọng ca ngọt ngào từ những bông hồng sa mạc đến từ đất mẹ La Vang. Xin được hân hạnh giới thiệu các... trước khi tôi giới thiệu các chị em những bông hồng sa mạc của đất mẹ La Vang, xin hân hạnh được giới thiệu Đức cha Pepe. Và bây giờ hãy cùng tôi chào đón hợp ca với bài hát Khúc Cảm Tạ. Thank you.
Chúng ta sẽ lần Chúa em mình cười. Năm sự vui thứ nhất thì năm thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường.
Chí Thánh. Giờ đây chúng con đang đứng trước tượng mẹ Maria La Vàng. Chúng con cùng với mẹ dâng lời cảm tạ tôn vinh cha. Cha đã ban cho chúng con một người mẹ tuyệt vời. Không những mẹ lắng nghe lời của cha, hơn nữa mẹ còn mau mắn thi hành lời của cha. Mẹ ra đi, ra khỏi gia đình của mình để tới gia đình Zakaria để thăm viếng gia đình Zakaria, để đem tin mừng hạnh phúc đến cho gia đình của người chị em của mình. Mẹ Maria là tấm gương tuyệt vời cho cuộc đời ra đi của chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ Maria, thi hành sứ mạng được sai đi này từng giây từng phút cuộc đời của chúng con. Xin cho ngọn lửa thừa sai này chi phối tất cả cuộc đời của chúng con để danh cha được tôn vinh. Chúng con nguyện xin nhân danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cha chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh Thiên Chúa là Cha, Ngài là vị Thượng Đế độc nhất chân thật mà chúng con có vinh dự được tuyên xưng, được gọi là cha. Chúng con giờ đây cùng với mẹ Maria dâng lời cảm tạ tôn vinh cha vì muôn hồng ân cha đã ban cho chúng con. Và đặc biệt giờ phút này cho chúng con được thưa với mẹ Maria một chút. Thưa mẹ, mẹ đang chứng kiến tất cả đoàn con cái đến với mẹ. Mỗi người một nỗi lòng, mỗi người đang mang rất nhiều những ưu tư, lo âu, buồn phiền, thử thách. Để nhờ mẹ an ủi, nhờ mẹ chuyển lên cùng Thiên Chúa là Cha cho chúng con. Mẹ đã có kinh nghiệm chịu đau khổ và mẹ đã đón nhận các thử thách đau khổ này
dưới sáng lòng tin. Xin mẹ hãy dạy chúng con cũng biết đón nhận tất cả mọi biến cố trong cuộc đời với tất cả lòng yêu mến biết ơn. Như Thánh Gióp xưa, mọi điều Chúa ban cho tạ ơn Chúa, mọi điều Chúa lấy đi cũng tạ ơn. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ để luôn luôn trong mọi tình huống cuộc đời, vui buồn sướng khổ, thành công thất bại, chúng con biết noi gương mẹ để ngước lên nhìn lên Chúa với tâm tình cảm tạ tôn vinh. Chúng con nguyện xin cùng với mẹ nhân danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Xin mọi người nâng cao ngọn nến và hiệp với Đức Giám Mục trong lời nguyện cầu. Hưng giờ đây cùng với mẹ, qua mẹ, chúng con dâng lên Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng con những tâm tình cảm tạ tôn vinh. Xin cho mỗi người chúng con cũng biết noi gương mẹ Maria, luôn luôn biết lắng nghe lời của Cha và luôn luôn biết mong mắn thi hành lời của Cha. Từ đó cũng noi gương mẹ, chúng con luôn luôn biết vâng nghe lời của Cha trong mọi tình huống cuộc đời, để mỗi người chúng con luôn luôn biết đi đứng xứng đáng là những người con cái của Cha. Chúng con nguyện xin nhân danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.